Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tèo sẽ chia sẻ các bạn một cái bài tập luyện ngón giúp cho các bạn linh hoạt tay chúng ta đang chơi đàn được linh hoạt hơn và nhanh nhẹn hơn trong việc mình tập đàn chơi nhạc các bạn ha. Thì thật ra đây là cái bài tập luyện ngón trong cái tài liệu Hanong Tèo đã gửi chia sẻ cho rất nhiều bạn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tập cùng tập các bạn nhé. Bài luyện ngón Hanong này nó có cái số thứ tự trong cái tài liệu đó là cái số thứ 12, bài luyện tập thứ 12 các bạn ha. Rồi, chúng ta cùng tập luyện như sau. Các bạn quan sát dòng nhạc, ở dòng trên tức là tay phải, dòng dưới tức là tay trái. Chúng ta nhắc lại chút xíu về cái số quy ước số ngón tay bạn nhé. Ngón cái sẽ là số 1, ngón trỏ sẽ là số 2, ngón giữa sẽ là số 3, áp út là số 4, ngón út là số 5. Và tương tự như vậy bên tay trái, ngón cái số 1, ngón trỏ số 2, ngón giữa là số 3, ngón áp út là số 4 và ngón út là số 5. Tương tự vậy các bạn, từ ngón cái là số 1 suy ra. Rồi, bây giờ mình tập như sau. Mình tập tay phải trước. Các bạn xếp ngón như sau, ngón cái số 1 xếp vào nốt đồ, rồi các bạn xếp đều 5 ngón lại, đồ rê mi fa sol. Giờ tập tay phải trước các bạn, chiều hướng đi lên tay phải trước, rồi mình tập như sau, son, đồ, mi, rê, đồ, rê, mi, đồ, là hết một cái ô nhịp lần thứ nhất, làm lại các bạn nhé. Son 5 nè. Mình đọc số ngón bạn ha. 5 1 3 2 1 2 3 1 là mình hết được ô nhịp này. Rồi mình đọc số ngón để chút xíu nữa mình qua cái nốt khác mình vẫn nhớ được cái số ngón các bạn ha. 5 1 3 2 1 2 3 1. Các bạn nhớ số ngón luôn nha. Rồi bây giờ mình làm, bây giờ chúng ta hết ô nhịp thứ nhất, bắt đầu chúng ta sẽ di chuyển ngón. Sau khi đánh tiếng nốt đồ này là hết, bắt đầu ngón út từ ngón số 5 đó, các bạn sẽ di chuyển lên nốt C. Rồi nốt C lên, rồi sau đó mình chuyển ngón cái lên nốt R. Ok bạn, mình tập tới đây thôi nha, làm lại từ đầu. Alo. Son đồ mi rê đồ rê mi đồ, rồi sau đó mình chuyển ngón số 5 lên nốt si si, rồi kéo ngón cái qua nốt rê lên phím rê, rê phá mi rê mi pha rê, rồi sau đó mình tiếp tục mình chuyển ngón số 5 lên phím đô, rồi mình lại dời cái ngón số 1 lên phím mi mi, rồi tiếp tục 3 2 1 2, 3, 1 là hết. Sau đó mình tiếp tục dời ngón số 5 lên phím rê. Rồi mình lại dời ngón số 1 qua phím pha cái bên. 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Rồi tiếp tục mình dời lên như vậy. Tức là mình cứ dời như vậy các bạn nhé. Dời hoài luôn tới ngày hết mình làm đi xuống ngược lại. Rồi tập lại từ đầu nha. Son, đồ, mi, rê, đồ, rê, mi, đồ. Rồi, lúc đó mình sẽ chuyển cái ngón út này lên nốt C. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ từ nốt son này chúng ta nhảy nốt C luôn, chứ không có nốt la đâu nha, bỏ đi nha. Nốt son mình nhảy nốt C luôn. Rồi tiếp tục mình dời ngón số 1, ngón cái qua phím rê lên một phím. Tiếp tục thế ngón cũng tương tự vậy, 5 rồi nè. 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Hết tới số 1 rồi xong, bắt đầu mình tiếp tục di chuyển số 5 lên nốt đô kế bên. Rồi ok, di chuyển số 5 xong, bắt đầu chúng ta sẽ di chuyển số 1 lên phím kế bên. Ok bạn nhé, đó là cái thế ngón của đi lên. Bước thứ nhất mình tập cho mình quen cái thế ngón, cái tại vì những cái bài tập mới nè, tay mình đánh vào nó sẽ rất là lỏng cộng, tại vì mình chưa quen. Bước thứ nhất tập cho quen thế ngón. Bước thứ hai mình tập cho đều ngón, tức là các bạn sẽ đánh theo chu kỳ hình nốt móc kép 4 nốt trong một phách. Cứ tới ngón cái nốt số 1 mình nhấn mạnh vào. 1 2 3 4 1. Ok, tới cái ngón số 1 nhấn mạnh vô cái nốt số 1 các bạn nhé. Tiếp tục tới chu kỳ số 1 đây, tức là 4 nốt trong một phách, còn nó rơi vào cái ngón nào thì kệ nó các bạn. Mình cứ nhớ 4 nốt trong một phách, tức cứ cái nốt ở số 1 mình nhấn mạnh vô, làm lại các bạn nha. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok các bạn, chúng ta cứ tập như vậy cho tay mình đều ngón. Sau khi quen mình có thể tăng tốc độ chút xíu. Ok các bạn nhé, mình cứ tập như vậy đi lên hết như vậy đó, tới đều ngón. Rồi, tiếp theo chúng ta tập qua bên tay trái. Tay trái mình xếp ngón cũng tương tự như vậy. Đồ rê mi fa son 5 4 3 2 1. Rồi bắt đầu thế ngón nó cũng tương tự bên tay phải thôi. 1 5 3 4 5 4 3 5. Tới số 5 là mình hết, cũng giống bên tay phải thôi bạn. Rồi tới số 5 là mình hết một ô nhịp. Rồi sau đó ngón cái tới số 1 đó mình sẽ di chuyển kéo lên nốt si. Các bạn nhớ nha, chỉ riêng cái phát số 1 ô nhịp đầu này, chúng ta sẽ bỏ nốt la kế bên mà chúng ta sẽ qua nốt si luôn. Rồi bắt đầu mình di chuyển cái ngón lên một phím tương tự nãy. Tương tự, số ngón tương tự 4 5 4 3 1 5 là hết, bắt đầu kéo ngón số 1 lên nốt đô. Rồi nhích bên này lên tiếp tục 5 4 5, 3, 4, 5, 4, 3, 5 là hết, tiếp tục như vậy. Đây tôi để về các bạn dễ nhìn nè. Tiếp tục mình cứ di chuyển như vậy, nó cũng tương tự bên tay phải đó các bạn ha. Rồi sau khi bước thứ nhất mình tập cho quen ngón, bước thứ hai mình tập cho đều ngón. Mình đánh cũng chu kỳ, nó móc kép 4 nó cho một phát tương tự bên tay phải thôi. 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 4 là hết rồi, di chuyển lên 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1. Tức là mình đánh cũng tương tự bên tay phải và bạn tập cho nó quen. Rồi, mình tập sau khi đã đều ngón rồi, bắt đầu mình sẽ đánh hai tay cùng một lúc. Thật chậm thôi các bạn nhé, lúc ban đầu mới tập, đừng ham nhanh. Cứ như vậy bạn em đánh thật chậm, cho khi quen tay mình có thể tăng tốc độ xíu. Ok các bạn, mình cứ tập như vậy, khi quen tay mình tăng tốc độ như vậy bạn ha. Đó là cái bài tập số 12 này, nhưng mà mình tập hướng đi lên. Bây giờ mình tập hướng đi ngược xuống các bạn ha. Rồi bạn xếp ngón như sau. Ngón số 1 vào nốt si, ngón số 5 vào nốt son. Rồi mình tập như sau bạn ha. 1, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 5 là mình hết một ô nhịp, làm lại bạn nha. Xì, xón, mì, pha, xón, pha, mì, xón là hết một ô nhịp. Lúc đó tay phải của mình, ngón số 1 của mình nè, mình sẽ dời xuống một phím. Rồi tiếp tục mình kéo 4 lần này nó dời xuống phím giống như vậy. Rồi thế ngón giống lúc ban đầu đó bạn, tiếp tục 5 3 4 5 4 3 5 là hết, bắt đầu tiếp tục mình dời ngón số 1 rồi xuống. Rồi mình dời 4 ngón này xuống tương tự lúc ban đầu nữa đó các bạn. Đó, mình cứ tập như vậy bạn nhé, làm lại. 1 5 3 4 5 4 3 5 hết một chu kỳ, rồi dời ngón xuống. 1 5 3 4 5 4 3 5 hết chu kỳ, tiếp tục dời ngón cái xuống. Rồi dời 4 ngón này xuống tương tự thế ngón ban đầu. Rồi bước thứ nhất mình tập cho quen ngón cũng tương tự như vậy. Rồi bước thứ hai mình đánh cho đều ngón, đánh theo chu kỳ hình nốt móc kép 4 nốt cho một phát. Cứ nốt số 1 mình nhấn mạnh xuống, còn nó rơi vào ngón nào thì kệ nó các bạn nhé. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, mình cứ tập như vậy cho quen tay các bạn ha. Rồi sau khi quen tay mình tăng tốc độ dần lên. Ok bạn nha, đó là tay phải, mình tập hướng đi xuống. Giờ tới tay trái cũng tương tự vậy. Bạn xếp ngón đều vô. Ngón số 5 là ngón ngón si nè. Số 1 là ngón son son nè. Rồi mình tập cũng tương tự với tay phải thôi. Si, son, mi, fa, son, fa, mi, son. Rồi về ngón út, tức là ngón số 5 về nốt nốt la. Rồi kéo bốn ngón này về tương tự theo ngón ban đầu nữa các bạn, tương tự như vậy. Fa, rê, mi, fa, mi, rê, fa. Rồi tiếp tục mình về ngón số 5 này về nốt son. Về bốn ngón này về tương tự theo ngón ban đầu nữa các bạn. Đó mình cứ tương tự như vậy. Tiếp tục dời ngón xuất pha. Rồi chúng ta cứ tập tương tự như vậy các bạn ha, cho quen ngón. Sau đó mình tập cho đều ngón, cũng chu kỳ nó móc kép 4 nốt cho một phách. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1. Rồi cứ tương tự như vậy các bạn ha, mình đi xuống. Bây giờ sau khi tập đã quen từng tay, mình ghép hai tay thử các bạn, đánh thật chậm thôi. Rồi cứ tương tự vậy bạn hành, mình đánh sau khi quen tay mình tăng độ xíu. Ok các bạn, như vậy là mình đã tập xong được bài tập luyện ngón Hà Nông số 12 này các bạn ha. Với cái hướng đi lên và hướng đi xuống, các bạn cứ tập luyện thật là chậm trước cho tay mình nó quen, nó nhuần nhuyễn, rồi bắt đầu mình tăng tốc độ bạn nhé. Ngày nào chúng ta khi lên đàn đánh, các bạn đừng vô đàn đánh liền, các bạn hãy luyện ngón. Các bạn dành ít nhất khoảng 15 đến 30 phút mình ngồi mình luyện ngón các bạn nhé. Nếu các bạn luyện ngón trên cái đàn piano thì càng tốt nữa. Trong lúc luyện ngón mình cố gắng tập trung để mình điều khiển ngón tay, mình cảm nhận ngón mình đang đánh xuống, thì lâu dần như vậy, ngày nào cũng tập như vậy, tay chúng ta lâu dần nó sẽ nhanh nhẹn hơn và linh hoạt hơn các bạn. Đánh càng ngày tiếng đàn nó càng là nó càng phê hơn các bạn, dài dặn hơn. Rồi Tê vừa chia sẻ với bạn một bài tập luyện ngón cũng hết sức là hay, giúp cho tay các bạn được nhanh nhẹn hơn nè, linh hoạt hơn trong việc mà tập đàn và chơi nhạc. Mong rằng kiến thức hôm nay Tèo chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tập đàn các bạn nhé. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhớ cho Tèo một like với nha, để bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.